chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay là ngày rất là đặc biệt, cho nên là Jun đã làm video clip chia sẻ với mọi người. Bởi vì ngày hôm nay Jun vừa mới nhận được một món quà Giáng sinh rất là sớm. Còn mấy ngày nữa là tới Giáng sinh rồi, nhưng mà Jun đã không chờ được và đã mở món quà này ra rồi. Bên trong là một món rất là hay mà Jun muốn làm clip và chia sẻ với mọi người ngay. Ra thì không phải là điện thoại của Jun có khả năng in ảnh đâu, mà đó chính là chiếc Canon mini photo printer này, chính là món quà Giáng sinh sớm của Jun. Nhân tiện thì mọi người nhớ xem tới cuối clip này nha, bởi vì cuối clip sẽ có một phần DIY nho nhỏ dành tặng cho tất cả các bạn khán giả đang theo dõi cái clip này. Điều mà Jun thích nhất ở chiếc máy này đó chính là không chỉ là khả năng in bất kỳ tấm ảnh nào từ điện thoại ra, mà còn có thể in trực tiếp từ Instagram và Facebook của Jun nữa. Và khi mà Jun đi chơi thì có thể dễ dàng bỏ chiếc máy này trong túi của mình, bởi vì chiếc máy này rất là nhỏ và thậm chí còn nhỏ hơn cả điện thoại của Jun nữa. Một điều đặc biệt là không biết bạn nào có tâm đã tặng cho mình đúng cái màu mà mình yêu thích. Tại vì Canon mini photo printer thì có 3 màu khác nhau, đó chính là màu rose gold, là màu hồng, màu mint và cả màu xám cho những bạn nào thích màu nam tính một chút. Thì da da, đúng màu hồng mình yêu thích rồi. Và trong quà mà mình nhận được thì có một thứ không thể thiếu, đó chính là giấy in. Giấy in này là gồm 10 tấm khổ 2x3 inch. Và lát nữa thì mình sẽ thực hiện thao tác bỏ giấy in vào trong máy để các bạn cùng xem, bởi vì đây sẽ là bước đầu tiên mà các bạn phải làm. Và một điều nữa dành cho các bạn lo lắng xem là máy in này có dễ hết mực không thì các bạn không cần phải lo nha, bởi vì máy in này không hề dùng mực để in. Và bây giờ thì mình sẽ mở máy in ra, các bạn chỉ cần cầm và đẩy lên là xong. Thì theo như hướng dẫn thì là mình sẽ phải để cái phần màu xanh này xuống dưới, sau đó thì chúng ta sẽ đóng máy in lại. Vậy là xong, vậy là bây giờ mình có thể bắt đầu in ảnh được rồi. Tiếp thì các bạn vào trong App Store hoặc là trong Google Play để download cái app Canon Mini Print của máy in này về. Đây chính là giao diện của app Canon Mini Print. Thì như các bạn có thể thấy là mình có thể trực tiếp chụp một tấm hình selfie, sau đó thì in trực tiếp từ cái app này ra luôn, hoặc là chọn bất kỳ tấm hình nào trong điện thoại, cũng như là có thể kết nối với Facebook, Instagram hay là Dropbox để chọn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ thử chọn một tấm mà vừa nãy mình muốn chụp nha. Đây, và ở dưới thì có những cái tính năng như là ví dụ như là mình có thể chỉnh sửa sáng này, cũng như là contrast và những cái tính năng edit ảnh khác mà mọi người có thể dùng để làm cho cái bức hình của mình lung linh hơn. Ví dụ như là mình có thể đây hoặc là mình có thể bóp hết tất cả vào trung tâm, hoặc là mình có thể làm cho mắt hí bé xíu này, dành cho những bạn nào mà hay chụp ảnh với bạn bè và muốn cái ảnh của mình nó độc lạ hơn một tí. Mình có sticker này, ví dụ như là mình có thể bỏ cây son vào, mình có thể vẽ dâu mèo hoặc là tên của mình hay không. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện thao tác in. Mình chỉ việc bấm vào nút in. Và bây giờ thì máy bắt đầu in rồi. Cuộn phim mới thì sẽ có tấm màu xanh, chính là cái tấm mà vừa nãy mình đặt xuống dưới, được in ra trước. Đây chính là tấm ảnh mà vừa nãy mình vừa cắt công chỉnh sửa xong, có các chữ ký của mình luôn. Ta-da! Mất khoảng tầm từ 7 đến 10 giây thôi là chúng ta đã có một tấm ảnh rất là xinh rồi. Điểm đặc biệt của tấm hình này đó không phải là một tấm hình bình thường, mà chính là một cái sticker mà mình có thể bóc ra và sau đó trang trí quyển sổ của mình. Mọi người sau khi xem video xong thì có thích món quà của Jun không? Những ai mà thích thì đừng quên sắm ngay một em Canon mini photo printer để cùng trang trí Giáng sinh cũng như là in những tấm hình thật xinh tặng cho bạn bè nha. Còn bây giờ thì Jun phải kết thúc video này rồi, bởi vì Jun có một cuộc hẹn sắp tới đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Chúc mừng Giáng sinh mọi người, chúc mọi người có một Giáng sinh an lành, ấm áp, là đầy ắp tiếng cười bên người thân của mình. Và đừng quên chiếc máy này cùng với những tấm hình xinh xinh để làm quà tặng trong dịp Giáng sinh nha. Bye bye mọi người. Chuyện nữa thì quên, đang định đem đi khoe hội chị em bạn gì. Mình đi thật đây, bye bye.